Rồi, hôm qua thì chúng ta đã làm một cái bài nghe về cách mà bài thi IELTS được làm ra. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần tiếp theo. Mấy bạn cũng vô futurelearn.com này nha. Futurelearn.com rồi vô cái bài Understanding IELTS của British Council. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục cái phần học tập của mình là đến mục 1.12. Nó có tên là Marking the Speaking Test, là chấm điểm phần thi nói. Mình đọc một xíu rồi mình coi video với các bạn nha. Listen to Rob talking about how the speaking test is marked. Nghe Rob nói về cách mà bài thi nói được chấm điểm, fluency and coherence, sự trôi chảy và sự mạch lạc. This describes how fluent and connected your English sounds. Điều này sẽ tả được, sẽ nói lên được cái độ nhuần nhuyễn, độ trôi chảy và sự và cái tính liên kết của những cái âm tiếng Anh của bạn. Do you speak without much hesitation? And do you use a range of different ways to connect your ideas? Bạn có nói mà không có phải chần chừ không? Và bạn có sử dụng đa dạng những cái cách khác nhau để mà liên kết những ý tưởng của mình. Lexical resource. Lexical là gì mình không biết. Nhưng mà kiểu như là đa dạng ngôn ngữ, dùng đa dạng lexical. Lexical có nghĩa là connected with the words or language, có nghĩa là thuộc về ngôn ngữ đấy. Resource nghĩa là nguồn, nguồn ngôn ngữ. Lexical resource có nghĩa là nguồn ngôn ngữ, là coi coi cái nguồn của bạn nó có đa dạng không. This is how wide your vocabulary is. Cái này sẽ nói lên được là cái sự cái mức độ mà biết nhiều từ vựng của bạn. Can you talk accurately about any topic and use idiomatic language? Idiomatic, không biết phát âm gì có đúng không? Idiomatic. Idiomatic, nhâm một nha mấy bạn, không phải hạ âm một, nhâm ba, nhân 4 nào. Idiomatic language có nghĩa là bạn có thể nói một cách chính, một cách đúng. Accurate là kiểu như là mình nói không có bị sai lệch về ngôn ngữ đó, về bất kỳ cái chủ đề nào, và sử dụng những cái ngôn ngữ mà idiomatic là containing expressions that are natural to native speaker of a language, là những cái ngôn ngữ mà nó khá là tự nhiên, khá là đời thường đối với người bản xứ. Idiomatic language giống như là mình, thay vì mình nói là mấy bạn tàu mà chạy nhanh á thì mấy bạn dùng gì? Bạn dùng quick train hay là fast train? Mình phải dùng fast train đúng không? Đó thì cái này gọi là những cái này gọi ngôn ngữ mình á, giống người bản xứ thì nó sẽ là idiomatic language. Rồi grammatically range and accuracy là sự đa dạng về ngữ pháp và sự chính xác. This describes both the range of different grammatical. Chữ grammar ở đây nó không mất chữ r, mấy bạn thấy không? Nó thay bằng chữ tical, mất chữ r. Different grammatically. This describes both the range of different grammatical structures you can use and how well you use them. Cái điều này nó sẽ diễn tả cả cái sự đa dạng của những cái cấu trúc ngữ pháp,
khác nhau mà bạn có thể sử dụng và cái mức độ tốt mà bạn dùng chúng. Pronunciation. Pronunciation là can you easily understood on at all times. Pronunciation là sự phát âm, là người ta hỏi là bạn có dễ bạn, là bạn nói ra với người ta thì người ta có cảm thấy dễ hiểu, lúc nào người ta cũng thấy dễ hiểu hay không, hay là rối. Pronunciation là sự phát âm của mình nói cho cái người giám khảo người ta hiểu. Tell us in the comments below which of these four marking criteria would cause most difficulty for you. Hãy nói với chúng tôi những ở phần bình luận phía dưới là trong bốn cái phần tiêu chí đánh giá, tiêu chí chấm điểm ở phía trên á, thì cái nào là gây khó khăn cho bạn. Rồi mình xem video nha. We've introduced the different parts of the IELTS test and we chúng tôi giới thiệu với các bạn những cái phần khác nhau của bài thi IELTS. Giving you a taste of the listening and reading parts of the test. Next week, giving you a taste of the listening and reading parts of the test. Chúng tôi vừa mới cho bạn cảm nhận được cái bài thi nghe và đọc của cái bài thi IELTS đó, là cái bài mà Don't Panic, là đừng có hoảng loạn lúc mà mình đi thi đó, là một cái bài đọc đúng không? Rồi cái bài vừa rồi hôm qua là mình nghe mà về cách mà bài thi IELTS được làm ra, đó rất là một bài nghe. Thì hôm nay mình sẽ tới phần đọc. Thì ông này nó mới nói là chúng tôi vừa mới cho bạn cái vị, cái taste là nếm, coi bạn cái vị của cái bài thi nghe và bài thi not thi đọc, nghe và đọc. Taste of the listening and reading parts of the test. Next week we're going to concentrate on the speaking paper. Và tiếp theo đây chúng ta sẽ nói về cái phần thi nói. To help you prepare for that, you're going to watch an example of part of a speaking test. Để chuẩn bị cho cái phần này thì chúng ta sẽ xem một cái ví dụ của cái bài thi nói, một cái bài thi mẫu đó. You'll see that video in the next step of the course. Chúng ta sẽ xem cái video này ở trong cái bước tiếp theo của khóa học. Before you watch it though, let's talk about how the speaking test is marked. Trước khi mà bạn xem cái ví dụ đó thì hãy coi là cái bài thi nói nó được chấm điểm ra làm sao. In your speaking test, the examiner will be marking you on four things. Trong cái bài thi nói thì giám khảo sẽ chấm bạn ở bốn tiêu chí. Fluency and coherence. Sự trôi chảy và sự mạch lạc. Lexical resource. Đa dạng ngôn ngữ. Grammatical range and accuracy. And đa dạng ngữ pháp và sự chính xác lúc nói. Pronunciation. Sự phát âm. In each of those areas, you'll get a band score from 1, the lowest, to 9. Cho mỗi tiêu chí thì phải không ta? You'll get a band score from 1 to lowest. Đúng rồi, mỗi tiêu chí như vậy thì mình sẽ có điểm từ 1 đến 9. To 9, the highest. The average of those four scores will be your final band score for. Và điểm trung bình của bốn cái tiêu chí đó sẽ là cái điểm cuối cùng của cái bài thi nói. Speaking paper. Rồi, mình xem sao, mình cũng đọc sao cái này. Mình đọc ví dụ một chút ha. Rồi. Bạn Fernanda Bezerra Tomadesi. Rồi. Mình đọc, nhất mình không nhất thiết phải đọc cái tên này, nhưng mà mình nghĩ là nên đọc, các bạn cũng nên luyện đọc để mình gặp những cái tên mới mình không có bị hết hồn, không có bị
nản khi mà đọc. Với lại lúc nào mà mình gặp những người bạn mới ở nước ngoài đó, hoặc là mình thấy tên của họ mình né sao, đúng không? The speaking part of IELTS exams is the most difficult for me because I'm shy and I become nervous while speaking because the words start to disappear from my memory. Bạn này nói là cái phần thi nói của bài thi IELTS thì là cái phần khó nhất đối với bạn đó, bởi vì bạn đó hay có cảm thấy xấu hổ và cảm thấy lo lắng lúc mà nói lắm, bởi vì những cái từ nó bắt đầu biến mất đi khỏi cái trí nhớ của bạn này. Rồi, bạn thì educator này mới nói nè. Hi Fernanda, next week we'll be looking at speaking in detail, so be sure to complete all the steps and I'm sure you'll start to feel a lot more confident. Chào Fernanda, tuần sau chúng ta sẽ nhìn vào bài thi nói một cách chi tiết hơn. Cho nên hãy chắc rằng bạn hoàn thành những cái bước học, tất cả những bước học, và tôi chắc rằng là bạn sẽ bắt đầu cảm thấy tự tin hơn nhiều thôi. Freddie Gay là một nhà giáo dục rap bằng này. Ngày mình tiếp tục nha. Mark is complete là hoàn thành rồi. Bây giờ mình qua. Rồi bây giờ mình đọc cái này một chút. Mình đọc rồi mình xem nha. Some practice interviews part 1. Một vài cái đoạn phỏng vấn luyện tập phần 1. Watch this video. Watch these two students doing the first part of the practice speaking test. Hãy xem hai học sinh này thực hiện cái phần đầu tiên của cái bài thi nói. Think about the marking criteria we looked at in the previous step. Nghĩ về cái những cái tiêu chí chấm điểm mà chúng tôi, những cái điều kiện để chấm điểm mà chúng tôi đã cho bạn, mà chúng ta đã xem ở cái bước trước. How well do you think they do? Bạn nghĩ họ đã làm tốt ra sao? Rồi, vậy là lát hồi mình coi rồi mình sẽ chấm điểm với bạn này. Read the more detailed version. Read the more detailed version of the marking criteria in the downloads section below. As you watch, think about how well the students do in each of the four criteria. Đọc cái phần mà đọc cái phiên bản chi tiết hơn của cái tiêu chí chấm điểm ở cái mục download ở phía dưới. Khi mà bạn xem đó thì nghĩ về cái hãy nghĩ là học sinh này đã thực hiện mỗi tiêu chí như vậy tốt chưa để chấm điểm họ đó bạn. We'll give you some feedback on their performance in week 2 when they look at the speaking test in more detail. Chúng tôi sẽ cho bạn một vài cái phản hồi về cái thể hiện của họ ở trong tuần thứ 2 khi mà chúng tôi khi mà tuần 2 đó thì chúng ta sẽ nhìn vào cái bài thi nói chi tiết hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu play cái này. Mình xem từ đầu tới cuối rồi mình dịch cho mấy bạn nha. Cho các mấy bạn nghe nói. Good morning. Good morning. My name is Chris Casey. Can you tell me your full name, please? My full name is Chen Yutong. Thank you. And what shall I call you? You can call me Nancy. And can you tell me where you're from? I'm from Shenzhen and I'm from a city called Shenzhen. It's a city near Hong Kong. It's a very developed city. Can I see your identification, please? Yes. Thank you, that's fine. Now, in this first part, I'd like to ask you some questions about yourself. Mm-hmm. Let's talk about what you do. Do you work or are you a student?
Yeah, actually, I'm a student in Manchester now. Yeah. And I'm taking foundation year. So what do you study? I'm studying business. Yeah, it's about politics, economics, and math. And do you think your subject is popular? Yeah, it's quite popular among Chinese, and Chinese are always interested in business, and this is very popular subject also in China. Will you stay in touch with the people you are studying with in the future? Yeah, for sure, because people I met here, they are all from different countries and provinces in China, and I think it's quite good opportunity for me to get in touch with them. It's also very good for my future development. Good morning. Good morning. My name is Chris Cavey. Can you tell me your full name, please? My name is Anita Handayani. Hi, mình dừng lại một chút nha. Cái bạn đầu tiên đó, mình thấy bạn đó nói rất là tốt. Mình cho bạn đó, mình cho bạn đó 9 điểm luôn. 9 điểm của IELTS phần nói phần 1. And can you tell me where you're from? I'm from Indonesia. Can I see your identification, please? Thank you, that's fine. Now, in this first part, I'd like to ask you some questions about yourself. Let's talk about what you do. Do you work or are you a student? I work. I'm working as a kindergarten teacher. I teach children aged 4 to 5 years old. Do you like your work? I like it. Well, probably I love it, but you know, there's always a bit of downside and upside in every work. So, but yeah, enjoy it. And do you plan to keep this job for a long time? Yes, I think if I can, yes. I think it's quite a stable job. There is not much of you know, office politics going on there. And I think working with children is good for me, make me feel a bit more patient, and lots of people say that will keep you young. So yes, I'll keep the job. Cái cô thứ hai này nói chuyện cũng rất là hay, nó thậm chí là nói giọng Anh luôn. Mình thấy như vậy, mình cảm nhận như vậy. Mình cho cô này 9 điểm. Now, in this first part, I'd like to ask you some questions about yourself. Mm-hmm. Let's talk about activities. À, nãy giờ chưa có phần 1 đó mấy bạn ơi, nãy giờ mới là kiểu như mới vô hỏi thăm thôi. Bây giờ mới là bắt đầu phần 1 nè. Rồi quay lại các bạn người Trung Quốc, thì bạn này thi phần 1 để mình coi như là sao nha. What was your favorite activity when you were a child? My favorite activity, I think it, I like go swimming with my parents and to go to the seaside. And I like the beach and waves. Why? It looks good and very peaceful. And then like, because I live in the central city, you know, very crowded and noisy. But when you go drive into somewhere else, very far away from the city, you feel something different. And then the seaside also very good. And did you prefer doing indoor or outdoor activities when you were younger? I think I prefer outdoor activities. Yeah, it feels more free, like freedom. Are children these days more active than previous generations? I don't think so, because many distractions like phone and computers are created, like more social media distracts children, so they tend to stay at home rather than going out. What activities would you encourage a young person to do? Hiking. And this Why? Is very challenging for children. And I think when you achieve, when you hike to the peak, you will feel like you achieve your goals. And I think it's also very good for your personality development. Mình thấy bạn này nói tốt.
Nhưng mà bạn này chỉ chủ động trả lời những gì được hỏi thôi. Ví dụ như ông này ông hỏi thích cái gì thì bạn nói thích cái đó. Nhưng mà bạn này không có nói lý do. Giám khảo người ta phải hỏi bạn này là why hoặc là because thì bạn này mới nói thêm. Nhưng mà nhìn chung thì bạn này nói khá tốt, nhưng mà có cái phần đó thì nó hơi bị là điểm trừ của bạn này. Thì mình cho bạn này xuống một chút xíu là 8,5. Let's talk about books. Did you enjoy reading books as a child? Yes, I think I remember when I was about 6 or 7 years old, I have my own library and I lend some of my books to my other friends and actually ask them to pay for it and so I can get more books. So, yeah. What type of book interests you most? I like it, something a bit light, either more like crime thriller kind of thing or something detective kind of story. Is the role of books changing in your country? Yes, I think Indonesian, they don't really used to read books. It's not part of our culture. I think lots of children now, they tend to just watch telly. But I think it start changing by an easier access to get books, and books is a lot cheaper now. But we don't have many libraries, and there is no library in this each city. They might have, but I don't think there's many good books available there. Do you think people will still read books in the future? Yes, I think though now you can read books in many different kind of form, more digital kind of form. But I think there's still something exciting, you know, flicking through pages and putting a, you know, bookmark on each page. I think I quite like to do that, though I'm enjoying reading something online too. But I think getting a new book and, you know, flicking through pages is always fine. Thấy cô này nói tốt quá chừng luôn. Mình cho cô này 9 điểm luôn. Rồi, mình vừa mới nghe người ta nói xong, mình cho một bạn Trung Quốc là 8,5, còn mình cho cô Indonesia là 9 điểm. Rồi, mình sẽ còn những cái bước là mình sẽ xem comment nè. Mình không thấy cái nào. À đây. Rồi, bạn này, bạn Mary Carmen Busto Carnero. Bạn này nói là in my opinion, the first girl was a bit nervous during the speaking test, during the speaking, and maybe it was the reason to make many pricks or have doubts. I think that she didn't feel confident. She was most of the time speaking with the present simple, too. But the second one looked like confident. Là cái người thứ hai đó mấy bạn. Confident, outgoing, and relaxed. While she was speaking, she used different types of sentences. And the most important is that she kept the conversation up. Bạn này với một câu rất là dài. Mình khuyên mấy bạn là không nên viết như vậy nha. Tại vì mình đọc hết một câu thì mình mới dịch cho mấy bạn đúng không? Mà mình đọc hết như vậy thì mình muốn xỉu luôn là mình mới dịch với mấy bạn được. Rồi bây giờ mình dịch nha. Không nên viết câu dài như vậy nha mấy bạn. Theo ý kiến của tôi thì cô gái đầu tiên hơi lo lắng một chút suốt cái bài thi nói. Và có lẽ điều đó là cái lý do mà tạo ra nhiều cái khoảng nghĩ và have doubts và có những cái nghi ngờ là mình nghĩ là chắc là không có chắc chắn lúc mà mình nói đó. Có những bạn thì có những cái sự không chắc chắn lúc mà mình nói. I think that
Tôi nghĩ rằng cô ấy không có cảm thấy tự tin. Cô ấy hầu hết thời gian thì cô ấy nói ở cái thì hiện tại đơn. Nhưng mà cái cô gái thứ hai đó thì có vẻ rất là tự tin, có vẻ tự tin, thân thiện và thoải mái. Trong lúc mà cô ấy đang nói thì cô ấy dùng rất là nhiều loại câu và dùng nhiều loại câu. Và cái điều quan trọng nhất là cô ấy cứ duy trì cái đợt hội thoại của mình, đợt nói chuyện của mình. Rồi, để coi educator người ta nói gì nha. Hi Mary, excellent observations. Chào Mary, quan sát tuyệt vời. It's good that you noted the range of grammar structures. As we have seen this as an important area, IELTS speaking interviews are assessed on. Nó thì tốt cho bạn để nhận ra cái sự đa dạng về cấu trúc ngữ pháp như vậy. Bởi vì chúng tôi là cái ông này chắc cũng là giám khảo nè, nhìn vào cái khía cạnh quan trọng này của bài thi, của bài đoạn phỏng vấn thi nói của IELTS, thì cái này cũng nó cũng được chấm điểm. We have seen this is an important area. Cái câu này ngộ mấy bạn ơi. Bạn thấy không? Ở đây có động từ chính. Động từ chính. Rồi ở đây cũng có động từ luôn. Mấy bạn xem thêm chỗ này nha. Coi educator. Chắc là do viết nhanh quá thì educator người ta viết hơi nhầm một xíu. Có sai sót một chút. Rồi, mình quay lên cái này. Mình quay lên cái này mình coi cái phần đánh giá thi nói nó như thế nào nha. Bây giờ mấy bạn mà muốn xem phần nào. Mình thấy vừa rồi đó thì hồi năm 2017 thì bạn của mình chuẩn bị rất là nhiều cho phần thi nói luôn. Tại vì bạn đã target rất là cao. Thì mình nghĩ là mình target phần nói. Hiện tại phần nói của mình hình như ở mức 5 hoặc là 5.5 gì à. Bây giờ mình mong muốn nó ở mức 7 nha. Mình mong muốn nó ở mức 7 là khá cao đối với mình đó. Thì mình sẽ đọc cái điểm số 7, điểm 7 này cho các bạn cùng nghe. Còn mấy bạn thì mấy bạn biết mình ở cái mức độ nào thì mấy bạn tập trung vào cái đó. Phóng to mà không có biết phóng to hết cỡ rồi mấy bạn ơi. Bây giờ đây mình muốn phóng to. Cái đầu tiên sẽ là fluency and coherence, sự trôi chảy và sự mạch lạc. Rồi mình đọc cái chỗ này nha, là nói ở cái độ dài mà không có những cái nỗ lực mà có thể thấy được. Là sao? Là mình nói dài được mà người ta không có thấy là mình phải cố gắng. Or loss of coherence, hoặc là mất đi cái sự mạch lạc. May demonstrate language related hesitation at times or some repetition and or self-correction. Có lẽ là thể hiện được cái demonstrate, là cho thấy là cái sự chần chừ về ngôn ngữ một vài lúc, đôi lúc, attempts, or some repetition, là hoặc là một vài cái sự lặp lại, và hoặc là có cái sự tự sửa lỗi. Uses a range of connectives and discourse
markers with some flexibility. Sử dụng những cái từ nói với nhau đa dạng. Và discourse chắc là discourse marker, có nghĩa là những cái chuyển hướng giống như well, that's a good question, đó kiểu vậy. Some flexibility. Yeah, practice. 30. Thế đấy đó. Rồi anh Giang là tiền không cách hai con xài đó. Xài á. Xài không còn rầm nữa mà. Phải con xài không cũng người tiết kiệm. Có tiền gì tiền mà. Hả? Rồi tiền lương của cha phát là gì? Ờ. 6 triệu chứ mấy. 6 triệu là tối đa một tháng chứ mấy. Sao dạy nó 4 năm người mà tính sao sao 6 triệu. 4 năm người đơn mà đâu phải người ta học thường đâu. Em đi qua thường gửi đó. Dạ. Đến lời. Dạ được rồi. Rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục. À, mình tra chữ discourse. Vừa rồi ba mình mới cho mình học phí. Discourse. Discourse có nghĩa là a long or a serious treatment or discussion of a subject. In speech of writing. Cái này mình không phải dùng cái này. The use of language in speech and writing in order to produce meaning. Language that is dirty, usually in order to see how the different parts of the text are connected. Discourse. Có nghĩa là sao? Là cái sự sử dụng ngôn ngữ trong việc nói hoặc là viết để mà cho ra được cái ý nghĩa hoặc là cái ngôn ngữ mà được học thường thì được sử dụng để xem coi những cái phần khác nhau của cái bài nói thì được liên kết như thế nào. Discourse. Mình tra cầu vậy cho nó dễ hiểu nha. Tại sao mình phải điều tra từ điển tiếng Anh, điều tra từ điển tiếng Việt? Tại vì từ điển tiếng Anh đó thì cái nghĩa của nó giải thích dài hơn, nó sẽ dễ hiểu hơn. Còn cái từ điển tiếng Việt thì nó nghĩa của nó sẽ cô đọng hơn. Những cái nghĩa của nó ở tiếng Việt của mình thì nó sẽ ngắn hơn. Nhưng mà nhiều khi mình đọc mình không có hiểu cái ý sâu của nó là cái gì. Đó, thì mình nên đọc cả hai từ điển là như vậy. Discourse ở đây là danh từ. Discourse có nghĩa là phần liên tục của ngôn ngữ nói hoặc viết. Cấu trúc ngôn từ. Đó, mấy bạn thấy không? Ở bên đây kiểu như là cái sự gắn kết những cái chỗ mà kết nối các câu lại cho nó liên tục. Phần liên tục. Rồi, mình phóng to hết cỡ rồi, nó hết cho phóng nữa rồi. Rồi, mình dịch tiếp nha. Là việc sử dụng những cái sự kết nối và những cái discourse marker. Cái này để mình tìm hiểu thêm. Có tìm kiếm bằng Google. Discourse marker. So, right, okay. Đó, discourse marker là cái này đây. Discourse markers are words or phrase like anyway, right, okay, as I say, to begin with. Đó, những cái này nè mấy bạn, nó là discourse markers. Thấy chưa? We use them to connect, organize, and manage what to say, or write to express attitude. Chúng ta sử dụng chúng để mà kết nối, tổ chức và xoay sở những gì mà mình nói và viết, và hoặc là viết để mà bày tỏ cái thái độ. Nè, mình đọc cái ví dụ nha. So, I've decided I'm going to go to the bank and ask for a car loan. A car loan.
Vậy là tôi vừa mới quyết định là tôi sẽ đi tới ngân hàng và yêu cầu nhiều cái quảng cáo. Thì mình tắt quảng cáo đó cho nó bớt nhé nhè mà. Accept nè. Rồi. Rồi, mình tiếp tục. That sounds like a good idea. Điều này nghe là một ý hay đó. Well, you need a car. Nè, ba người nói lên nha mấy bạn. A, B, C. Cái bạn B thì bạn này thấy là ý hay. Còn bạn C chắc là bạn này cảm thấy là ôi, mày cần một cái xe hơi hả? Cái bạn B mới nói right. Cái kiểu như nhỏ này hưởng ứng với C là đúng không? Thằng A mới trả lời anyway, I was wondering if either of you would teach me how to drive. Là dù gì đi nữa thì ta cũng đang tự hỏi là liệu hai đứa tụi mày có muốn dạy tao học lái không? Là bạn này chưa có biết lái, bạn này mà muốn mua xe thì cái này là thằng B thì nó ủng hộ, và thằng C thì nó hỏi bộ mày cần xe hơi hả? Đó, tại vì mày đâu có biết lái đâu, kiểu vậy. Rồi thằng B nó cũng hưởng ứng theo, đúng rồi mày đâu biết lái đâu, mày muốn xe hơi hả? Đó, rồi. Rồi mình đọc theo một chút nữa nha. The discourse markers in this extract have a number of users. So, marks, so là cái chữ so đó mấy bạn. Chữ so ha. Marks the beginning of a new part of a conversation. Rồi, những cái từ liên kết mình tạm gọi là hai vậy đi ha. Những cái từ liên kết để tổ chức mình ở đây nó định nghĩa là những cái mình tạm dịch là những cái từ từ để mình xoay sở sắp xếp là cái việc nói, những cái từ mà kiểu như discord sao ta không biết dịch sao luôn á, bởi vì ra từ điển tiếng Việt mà còn không biết dịch sao nữa đúng không mấy bạn. Thôi mình tạm dịch là cái từ từ để mà tăng tính mạch lạc đi ha, từ tăng tính mạch lạc. Những cái từ show sẽ là đánh dấu những cái từ tăng tính mạch lạc ở trong cái đoạn trích ở phía trên thì có rất là nhiều cái cách sử dụng, như là chữ show thì nó đánh dấu cái sự bắt đầu của một cái phần nói chuyện mới. Marks a change in the focus. Là cái việc nói hoặc là đánh dấu một cái sự thay đổi trong cái trọng tâm lúc mà mình nói. From getting a car loan to needing a car. Là bạn này thì nói là bạn đi vay, còn bạn này chuyển chủ đề là bạn này cần xe hả? Đó, thấy không? Thay đổi cái trọng tâm của cái đoạn này, cuộc nói chuyện. Chữ write thì là marks a response, là có nghĩa là chữ đúng ha, đã kiểu vậy, đúng ha, đánh dấu một cái câu trả lời là bạn B thì đồng ý với bạn C, B is agreeing with C đó. Anyway thì marks a shift in topic. Anyway là đánh dấu một cái sự thay đổi về cái chủ đề, là from buying a new car to having driving lessons, là từ cái việc mua xe mà chuyển qua là học lái với hai bạn này luôn, mấy bạn thấy không? Đó, anyway ở đây. Right. We use different discourse markers in speaking and writing. Chúng ta sử dụng những cái từ tăng tính mạch lạc khác nhau ở trong lúc nói và trong lúc viết. In speaking, the following discourse markers are very common.
ở trong cái bài nói thì những cái từ tăng tính mạch lạc ở bên dưới thì rất là phổ biến, như anyway nè. Anyway để làm gì mấy bạn? Anyway người ta nói là để mark a shift in topic, là thay đổi chủ đề. Rồi chữ like là như, right là đánh dấu một cái câu trả lời, có nghĩa là đúng ha, kiểu vậy. Like là như. Rồi you know là bạn biết, bạn biết rồi đó, bạn biết không, kiểu vậy. Find, find là ổn, ok, kiểu ok. Rồi now là bây giờ. So, so nè, ở trên này người ta nói nè, so là mark the beginning of conversation, new conversation. So là như vậy. So I think, kiểu vậy. Người ta hỏi rồi sao các bạn nói so I think đó. Rồi I mean có nghĩa là tôi ý tôi là I mean. Good, good là được đó. Oh là kiểu như oh, là mình phản ứng nhẹ một chút. Well, well, as I say là như tôi nói. Great là hay đó. Okay, okay là được đó. Might you là có nghĩa là might you, có nghĩa là bạn có để ý không. For a start là để bắt đầu. Rồi những cái này là những cái gọi là sao, những cái từ tăng tính mạch lạc ở trong phần nói. Ở đây là phần nói nha. Rồi bây giờ mình tiếp theo nè. Ở đây sẽ là phần viết. Phần viết. In writing the following discourse, discourse markers are common. Ở trong phần viết thì những cái từ tăng tính mạch lạc ở phía dưới này thì sẽ cũng sẽ phổ biến lắm đây. Ở trong phần viết nha. Viết sẽ có là firstly, secondly, thirdly là thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Rồi, tiếp theo là in addition, moreover. Đó, cái này là thêm vào đó. Rồi này là hơn nữa. On the other hand là để thể hiện cái ý trái nghĩa là mặt khác. À, thông thường là cái này đi chung nè. On the one hand, on the other hand. Có nghĩa là về mặt này thì tao thấy như vậy, như vậy, như vậy. Còn về mặt khác thì tao lại thấy nó như thế này, thế khác. Nói chung là cái gì cũng có hai mặt thì mình dùng cái này là ok nè. Rồi, in conclusion là kết luận lại, tóm lại, chốt lại. Cái này thường đặt ở đầu của cái kết bài. To begin with là để mở đầu, để bắt đầu cái bài văn này đó. Cái này thường đặt ở mở bài nè. In sum là chắc là cũng giống in conclusion đó mấy bạn, thì có nghĩa là tóm lại, hoặc là sum ở đây chắc là summary. Mình tra cái in sum là gì nha. In sum là used to introduce a short statement of the main points of a discussion or speech etc. Được dùng để mà giới thiệu những cái đoạn mà khẳng định ngắn về cái ý chính của bài, của cuộc thảo luận hoặc là của bài diễn văn. In sum, we have no chance of winning the case. Hay là nói ngắn gọn, nói tóm lại. Đó, nói kỹ này cũng tóm lại là chúng tôi không có cơ hội để chiến thắng cái vụ kiện này. Rồi mình trở lại nè. Cái discourse marker này nó đưa tụi mình đi xa quá. Discourse markers. Rồi. Ui, nó dài nha. Thôi, mình xem hết cái ui nó dài lắm luôn. Thôi, nếu mà nó dài như vậy thì hôm nay mà làm cho xong hết thì nó cũng hơi mệt đúng không? Để mình xem mình làm tới đâu thì mình dừng là ok. Rồi, mình làm discourse marker. Nó có nhiều công dụng nè. Các bạn có để ý nha. Discourse marker that organize what we say.
là những cái từ tăng tính mạch lạc thì tổ chức cái mà chúng ta nói, cái này là cái mục tiếp theo ở phía sau nè. Tụi mình mới đang ở đây thôi, mình đang xem cái phần tổng quan trước. Bữa sau chắc là mình sẽ đi sâu hơn ha, nhưng mà hôm nay thì mình tới đây thôi. Rồi, mình dịch mấy cái này xong rồi đúng không? Rồi bây giờ mình đọc cái câu cuối cùng này rồi mình nghĩ nha. Discourse markers do not always have meanings that you will find in your dictionary. Là những cái từ tăng tính mạch lạc không phải lúc nào nó cũng có nghĩa mà bạn tìm thấy ở trong từ điển đâu. However, they do have certain functions. Tuy nhiên, chúng có một vài chức năng nhất định. And some discourse markers, such as well, can have a number of functions. Và những cái từ tăng tính mạch lạc như là từ well, đó, thì có thể có nhiều cái chức năng khác nhau, nhiều cái chức năng. Rồi, mình sẽ lưu lại cái trang này. Thêm vào dấu trang. Rồi, bữa sau mình sẽ tiếp tục với cái này nha. Bây giờ mình tắt cái này nè. Rồi, bữa sau mình cũng phải tiếp tục với cái phần điểm IELTS này nữa. Mình cũng thêm vào dấu trang. Bữa sau mình sẽ tiếp tục hai cái này. Rồi, sau đó mình sẽ dịch cái bài này cho mấy bạn nè. Mình cũng thêm vào dấu trang luôn đi, cho nó chắc ăn. Đó. Rồi, vậy là bài học hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Rồi, bữa sau mình sẽ làm những cái điều tiếp theo của cái bài học hôm nay cùng gian dở. Rồi, chúc các bạn học tốt nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.